24 giờ liên tiếp sử dụng iOS 16.4 và mình nhận được rất là nhiều feedback từ các bạn ở trên group Mê Công Nghệ Relab and Friends. Và đúng là như vậy, hệ điều hành mới, phiên bản mới này sẽ có 5 vấn đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên, nó không giống bình thường một chút nào đâu, bởi vì đây sẽ là một thứ các bạn phải chấp nhận mỗi lần chúng ta nâng cấp iOS. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Và đây chính là 5 lỗi mà mình đã gặp phải trên iOS 16.4. Không chỉ là mình mà còn rất là nhiều những bạn thành viên của group Mê Công Nghệ Relab and Friends nữa nha. Mình đã lên iOS 16.4 đến giờ là khoảng 24 tiếng rồi. Và nó là cũng đủ thời gian để mình có thể trải nghiệm cũng như là đưa lại cho các bạn những vấn đề liên quan đến nhiệt năng, hiệu năng và cả những cái lỗi ở bên trong nữa. Mình đã lên iOS 16.4 trên cả hai chiếc máy iPhone 11 của mình, vật bất ly thân, và con iPhone 14 Pro Max thường xuyên để trải nghiệm những công nghệ mới. Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng mình khuyên là những cái sản phẩm như là iPhone 12, 13, 14 trở lên thì chúng ta mới nên lên iOS 16.4 mà thôi. Bởi vì những con như iPhone 11 thì đã có hiện tượng giật lag rồi. Mà mình nghĩ là ngon nhất thì bây giờ vẫn là iPhone 14. Bây giờ đã có đầy đủ màu rồi. Mình xem ở 7S chẳng hạn thì đã có màu vàng cho chúng ta nha. Và mức giá chỉ loanh quanh là khoảng 20 triệu đồng mà thôi. Và tất nhiên các bạn mua ở đây là đầy đủ các màu khác nhau, có ưu đãi thu cũ lên đời, trả góp 0% và có thêm cả giảm đến 600.000. Thì mình sẽ để đường link ở trong phần comment cũng như phần mô tả. Các bạn bấm vào cái phần xem thêm ở đây thì click vào ngay đường link để biết thêm chi tiết nha, bởi vì iPhone 14 bây giờ mức giá tốt quá rồi. Ok, quay trở lại với 5 lỗi của chúng ta thì mình sẽ nói về 3 cái lỗi mà mình đang trải nghiệm trước. Một, đó chính là lỗi về Instagram. Bình thường các bạn dùng Instagram hay là những cái mạng xã hội của chúng ta, nếu các bạn muốn xem story chẳng hạn thì các bạn sẽ bấm vào những cái phần ở phía trên này đúng không? Đây, em Alo Ngọc Nghe này. Đây là bạn Vicky Giáp này, cũng là một người rất là nổi tiếng ở trên Instagram. Thì thường các bạn để cái chế độ là im lặng thì nó sẽ không phát tiếng ở trên story đúng không? Thường thì các bạn sẽ làm một việc đó là bấm cái nút tăng âm lượng này lên là sẽ có tiếng. Nhưng mà iOS 16.4 kiểu đúng cái emoji mới, không cho các bạn làm điều này. Các bạn muốn bật tiếng lên, các bạn bắt buộc phải gạt cái thanh rung và thanh bật tắt âm lượng này. Đó, đây là một cái lỗi rất là bất tiện. Thứ hai, khi bạn xem YouTube chẳng hạn, chúng ta sẽ có một cái phần tăng giảm âm lượng ở ngay cái phía ở bên trái của chúng ta, ở ngay cái nút tăng giảm âm lượng mà thôi. Và khi chúng ta cho cái màn hình này lớn lên thì cái phím thanh âm lượng nó hoàn toàn biến mất các bạn. Chúng ta sẽ không thể nào mà theo dõi đâu là lúc các bạn tăng, đâu là lúc các bạn giảm âm lượng được, nó rất là bất tiện. Và thứ ba, cái tốc độ nhận diện khi mà mình gõ lên màn hình nó khá là chậm và đôi khi, đó, bấm nó không lên này. Đây là cái vấn đề liên quan đến màn hình khóa, mà còn chưa kể là cái tốc độ thông báo ở trên màn hình khóa ở trên con iPhone 11 của mình sau khi lên iOS 16.4 nó chậm hơn khá khá luôn. Mình đều đăng nhập vào cả hai chiếc máy này là y hệt như nhau, cả iPhone 14 Pro Max và cả con iPhone 11 của mình. Thì con iPhone 14 Pro Max này nhận thông báo rất là nhanh, trong khi đó con iPhone 11 thì không hiện lên thông báo. Cả tối hôm qua khi mà mình nhắn tin với bạn bè của mình thì cả hai con đều rung, nhưng mà có mỗi con iPhone 14 Pro Max là hiện thông báo trên màn hình khóa. Còn iPhone 11 thì chả thấy đâu các bạn ạ. Và đó là ba cái lỗi mà mình đã trải qua ở trên iOS 16.4. Rõ ràng là những cái vấn đề rất là khó chịu. Tuy nhiên, ba cái vấn đề này nó không phải là một lỗi phát sinh đến từ Apple, mà nó sẽ là những cái lỗi thường trực mỗi khi các bạn cập nhật hệ điều hành mới. Các bạn nghe có thấy ảo không? Mình đã lên quá nhiều các phiên bản hệ điều hành iOS, và mỗi lần mình cứ lên phiên bản mới thì mình sẽ gặp những lỗi này. Để giải thích cho điều này thì các bạn chỉ cần hiểu đơn giản một việc ấy, nó đa phần chỉ xảy ra với những cái ứng dụng bên thứ ba mà thôi. Nên mình hoàn toàn có thể giải thích cho các bạn rằng bản chất iOS 16.4 khi mà ra mắt thì nó chưa được tương thích với các ứng dụng của chúng ta. Các bạn sau khi cập nhật hệ điều hành mới lên thì bắt buộc sẽ phải chờ một thời gian để các ứng dụng có thể tối ưu và cập nhật ở trên chợ ứng dụng. Sau đó chúng ta quay trở lại App Store để cập nhật thì mọi thứ mới quay trở lại bình thường. Trước đây thì mình cũng đã có lên một vài phiên bản thấp hơn và mình cũng đã có gặp những cái vấn đề tương tự như thế này. Thì chỉ cần chờ một thời gian sau, các bạn lưu ý quay trở lại App Store và cập nhật phần mềm lên thì nó sẽ được tối ưu lại, và các chức năng ví dụ như là bật âm thanh trên story này, thanh tăng giảm âm lượng trên YouTube này thì nó sẽ quay trở lại bình thường. Còn cái lỗi màn hình khóa này thì mình đã gặp nó từ những cái hồi iOS 14, 15 rồi. Bây giờ iOS 16 quay trở lại thì thôi, có lẽ là chờ một thời gian sau thì Apple sẽ tự động tối ưu, bởi vì Apple đã nói rằng mỗi khi mà có một cái phiên bản iOS mới ra thì phải chờ khoảng 48 tiếng đồng hồ thì mọi thứ mới quay trở lại bình thường. Thế nên bây giờ mới khoảng 24 tiếng thôi, còn 24 tiếng nữa để chờ đợi đúng không các bạn? Bên cạnh những cái lỗi mình gặp phía trên thì các anh em ở group Mê Công Nghệ Relab and Friends cũng có tâm sự thêm một vài cái lỗi nữa. Ví dụ như là vào Messengers thì hơi bị lag là cái lỗi thứ tư. Thứ năm đó là khi mà chúng ta thay đổi cái màn hình nền
thì nó sẽ hơi có vấn đề là bị chậm, giật và lag. Nhiều người thì gặp phải nhưng cá nhân mình thì không. Bây giờ về hiệu năng và nhiệt năng sau 24 tiếng thì sao? Mình phải nói là có thể là chưa hết 48 giờ tối ưu. Thế nên là hiện tại iOS nó không giống iOS lắm. Nó rất là mượt, nó rất là mát. Bản thân cái con iPhone 11 này của mình này thì mình cảm nhận rằng là so với những cái phiên bản iOS 16.3.1, iOS 16.3 thì iOS 16.4 nó lag hơn một tí. Nhưng đổi lại là khi mình bật 4G thì đúng như lời hôm qua mình nói là nó không hề bị lag, không hề bị nóng các bạn nhá. Dùng rất là sướng và kể cả mình có cắm sạc vừa dùng nữa thì mọi thứ nó đổ lại vẫn rất là ok. Còn iPhone 14 Pro Max thì mọi thứ tuyệt vời rồi. Đây là một phiên bản mình đánh giá khá là tốt. Ở trên con iPhone 14 Pro Max này cũng khá là mát. Tất nhiên là bởi vì phần cứng của nó đã rất là mạnh rồi nên hoàn toàn không có hiện tượng là lag. Thế nên rằng mình nghĩ đây cũng sẽ là một cái pha cứu nguy cho các bạn. Nếu các bạn đang ở những cái phiên bản hệ điều hành iOS 16 mà các bạn cảm thấy bị nóng máy khi dùng 4G thì các bạn lên ok. Mình cũng đã có hỏi một vài anh em trên TikTok hôm qua mình lên video thì có nhiều người có phản hồi rằng là lên vẫn thấy ngon. Thì có lẽ đây là một cái phiên bản nó sửa nhiều lỗi, những cái vấn đề liên quan đến nhiệt năng và hiệu năng. Thì mình khuyên các bạn là các bạn nên lên nếu như máy các bạn đang bị nóng nhá, bởi vì các bạn còn gì để mất đâu. Còn nếu các bạn đang sử dụng bình thường thì thôi, chúng ta cứ giữ tạm thời ở đấy và chờ thêm những con chuột bạch khác. Đây là hai con chuột bạch đây.